Hello, chào mọi người. Ngày hôm nay mình ra một cái video mình chia sẻ cho các mọi người cách trị bệnh nha các bạn. Cá mình nó đang bị lở lét thân, bị khối thân các bạn. Thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn cách trị của nó. Hiện tại cái hồ mình đang cá là cá sọc ngựa nha các bạn, sọc ngựa. Thì mình sẽ quay cho các bạn xem cá mình nó bị bệnh như thế nào và mình chữa trị nó như thế nào nha. Đây bây giờ mình sẽ giúp cho các bạn xem con cá mình nó đang bị lở lét. Nó đây. Đó các bạn, nó đang lở lét cái thân nó đang sờ. Đây các bạn thấy không? Các bạn thấy rõ không? Đây, cá mình nó đang bị đây các bạn. Cái đó là do nó bị ký sinh nha các bạn. Các bạn chữa cái loại thuốc ký sinh nó sẽ hết. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một cái lọ thuốc ký sinh quay cho các bạn xem. Đây các bạn, đây là thuốc thái. Đấy. Chuyên trị ký sinh này. Các bạn nên pha vào cái ly này. Đấy, rồi bắt đầu là mình mới nhỏ vào cái hồ đây nha các bạn. Thì cái loại này nó sẽ trị với ký sinh trùng. Một giọt 10 lít nước nha các bạn. Đấy, 10 giọt 10 lít nước. Đấy. Nó sẽ tự nhiên cái này hết các bạn. Đấy thì ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn cái cách trị cá mình bị lở lét các bạn. Đây là cá sọc ngựa các bạn. Rồi, mình kết thúc video ở đây.